Dạ đúng rồi. Nguy hiểm, cản trở giao thông nữa. Anh tên gì? Em tên Sơn. Hoa hả? Sơn. Về cái vấn đề mà một hai ngày hôm nay tụi em tập trung này kia cái nọ, không phải là tụi em biểu tình hay cái gì hết. Tụi em chỉ là muốn để chứng tỏ mong muốn á, gửi tới thông điệp cho công ty trách nhiệm hữu hạn Grab á, là giảm chiết khấu lại cho anh em. Tức là từ sau cái nghị định mà 126 á ban hành có hiệu lực ngày 5 tháng 2 á, là cái phí chiết khấu của tụi em phần trăm trên một chiếc xe là tăng lên rõ rệt. Lúc trước là 20%. Nói đơn giản dễ hiểu, thí dụ một chiếc xe 10.000 thì theo tỷ lệ Grab 2.000, tụi em tài xế là 8.000. Cái đó tạm đủ chi phí hàng ngày, tối thiểu hàng ngày. Còn từ sau ngày 5 tháng 12 á, là đã lên là 27,27%. Tức là một chiếc xe 10.000, tụi em phải chịu chiết khấu của Grab là khoảng 2.727 đồng. Thì nó quá cao. Nó quá cao là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, thật ra trên tinh thần của nghị định 126 á, thứ nhất thuế VAT á là nhắm vào người tiêu dùng trực tiếp, tức là khách hàng. Thì á, đáng lý ra cái người mà chịu cái thuế VAT đó là khách hàng. Tuy nhiên thời gian qua Grab cũng đã tăng giá cước của khách hàng. Còn cái việc thông báo tăng giá cước cho khách hàng hay không á, là bản thân tụi em ở đây cũng có cái app mà của khách hàng hoàn toàn là không có thông báo, tức là giống như âm thầm tăng lên. Cái đó là thiếu sự minh bạch đối với khách hàng và không thể hiện cái lý do tại sao mà cái cước lúc trước khác, lúc này lúc sau khác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì á, nếu mà khách hàng chịu thuế VAT hoàn toàn thì Grab cũng phải có chiến lược, chẳng hạn như là khuyến mãi, giống như trợ giá để cho khách hàng có một cái thời gian để thích nghi với cái việc đó. Chứ đừng có đùng một cái là ngày 4 tháng 12 là giá khác, ngày qua ngày 5 tháng 12 là giá khác, là cái đó bất hợp lý. Và cái thứ hai nữa, ngày 4 tháng 12 là tất cả các quốc xe của tụi em là chịu 20% chiết khấu. Sang ngày 5 tháng 12 chẳng có một cái thông báo, tức là một cái cuộc họp báo, nói thẳng ra là một cuộc họp báo là lên 27,27%. Giống như là đây là cái sân chơi của Grab, cái luật của Grab đưa ra mà Grab luôn 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 nói với lại cái chính phủ á. Tôi là một nhà cung cấp phần mềm đặt xe, chứ không phải là đơn vị vận tải, giống như Bi đã từng khẳng định. Đó. Mà nếu mà anh là một nhà cung cấp phần mềm, thì khi tụi em chưa được gọi là nhân viên nha, tụi em là gọi là đối tác, có thể đúng. Nhưng mà anh muốn làm gì á thì anh phải thông qua ý kiến của đối tác và một cái gì đó, lấy tỷ lệ phần trăm sự đồng ý hay là của khách, của đối tác như thế nào, chứ không phải anh muốn đưa ra như thế nào là đưa ra. Một cái khoản phí nữa là thuế thu nhập cá nhân,
đó là nhờ chơi cho những đối tác mà thí dụ thu nhập một năm trên 100 triệu là thuế thu nhập cá nhân là 1,5%, còn nếu mà dưới 100 triệu thì không phải chịu cái phần đó. Và nếu như anh đã đóng cái phần đó, anh sẽ được hoàn lại. Anh sẽ được hoàn lại cái khoản đó. Cái mong muốn lớn nhất của anh em tài xế ở đây á, là có 3 vấn đề. Thứ nhất, vấn đề hàng đầu á, là công ty Grab nên chia sẻ với cả khách hàng và đối tác tài xế về vấn đề thuế 10% thuế VAT. Không phải là đẩy hoàn toàn cho Grab, cũng không phải để hoàn toàn cho ai, nhưng giống như một chiếc kiềng á, nó chỉ vững chắc khi đủ hội đủ nội lực của ba cái chân thôi: khách hàng, tài xế và Grab. Chỉ cần là Grab giảm chiếc khấu cho anh em xuống một chút, rồi chia sẻ với anh em một chút, rồi có nhiều cái chương trình gì khuyến mãi để trợ giá cho khách hàng, để cho khách hàng quay lại gần như là khách hàng 10%, 100% lúc trước á, là sử dụng dịch vụ Grab á, là từ sau ngày 5 tháng 12 mà lên giá cước, đau xuống rõ rệt. Thì tất cả các anh em tài xế ở đây đều biết hết, là khi mà khách hàng đặt xe đó, ví dụ như là thể hiện trên khách hàng là 5 cây số là quy ra cước phí bao nhiêu tiền, thì đối với tài xế á, nếu mà chạy theo đúng luật, theo bản đồ mà Google Maps, hầu như đa phần là cao hơn không. Ví dụ như 6 cây, 7 cây số. Nếu mà chạy đúng theo cái đoạn đường mà khách bút á, một là tụi em phải chạy ngược chiều, hai là tụi em phải chạy lòn vô đường hẻm. Mà cái đó thì em nghĩ là không phải ai cũng được điều đó, mà cũng không phải nó đúng luật, không đúng luật tí xíu nào. Đó là hai vấn đề. Vấn đề thứ ba là những cước xe, đặc biệt những cước xe giao hàng phát sinh từ trước ngày 5 tháng 12 trở về trước, tức là khi nghị định 126 chưa có hiệu lực ban hành, chưa thi hành theo, thì Grab đã âm thầm trừ từ 25-27%, đặc biệt những cước xe giao hàng và giao hàng ứng tiền. Hoàn toàn không có một cái thông báo gì với anh em hết. Ngày hôm qua có đại diện Grab là bà chị Hà, tức là phụ trách hai bánh Việt Nam, tức là toàn Việt Nam á, và chị Hằng là phụ trách là kế toán, phụ trách bên thuế của công ty đó. Nhưng cái sự trả lời không có hợp tình hợp lý và không có đi vào vấn đề. Về nội dung á, thì báo đài có thể xem lại những cái live stream của tụi em, tại vì ngày hôm qua không có một cái thư ký nào. Em thấy bên Grab có ngồi ghi nhận lại, nhưng mà tụi em cũng chưa được thông báo là như thế nào, nên tụi em chỉ có live stream lại mà thôi, là cái thứ nhất đó. Rồi cái cuối cùng nữa là nó gồm có hai cái: thu nhập hàng ngày và lịch sử cuốc xe. Trong lịch sử cuốc xe thì tụi em có thể hiện những cuốc giao hàng, nhưng mà trong thu nhập hàng ngày là không, hoàn toàn không có cước xe giao hàng, thì nó nhập nhằng. Em không biết là lý do tại sao mình phải làm như vậy, mà đặc biệt chỉ có cái cước xe, những cước xe giao hàng đó nha, và đặc biệt cũng những có cước xe giao hàng tụi em mới bị trừ phí chiết khấu từ 25-27%. Em nghĩ nó có nhập nhằng. Chào mấy anh em, mình là tài xế công nghệ. Thực sự là cái ngành này của mình thì không phải phụ thuộc chính về đây, nhưng mà mình thấy sự bất bình. Hôm qua mình có gặp những cái live stream anh em, mà hôm nay mình sẽ có mặt về nói về luật và chia sẻ cho mấy anh em ở đây. Hầu như tất cả các tài xế anh em ở đây á là chỉ vô ký những cái biên bản rồi bắt đầu ra app nhận chạy mà thôi, không hoàn toàn để tới một câu một chữ nào của từ Grab. Grab lách luật và trúng luật rất là nhiều. Cụ thể tôi nói đơn giản, nói về VAT đang xuất hiện nay đây, tất cả anh em là đều VAT đúng không? Đúng rồi. VAT là cái gì? Là thuế giá trị gia tăng.
mà trước đây nó là thuế gia tăng giá trị, được cải sửa sau này là thuế giá trị gia tăng. Áp dụng cho cái gì? Áp dụng cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nó xuất hiện từ sản phẩm, từ chiết khấu, quy trình làm việc ra đến sản phẩm thị trường. Những người của chúng tôi không có trách nhiệm thuế VAT. Đó là cái điểm thứ nhất. Nói về vấn đề VAT sâu hơn để ráp hiểu. Trên nhà nước, thấy doanh nghiệp ráp đang phát triển mạnh, bổ quýnh gốc thuế VAT xuống cho ráp, thì ráp lại đánh vào vấn đề người tiêu dùng và tài xế. Điều đó là sai. Còn nếu nói về vấn đề đối tác là cộng tác, những quy định của ráp chưa bao giờ có công văn xuống anh em chúng tôi mà phải đưa xuống là chúng tôi áp đặt, chúng tôi phải thực hiện. Điều đó không đúng vấn đề đối tác. Đó là quy định thứ hai. Thứ ba, nói về vấn đề những đơn hàng sai luôn, kể cả quy tắc, bộ quy tắc ứng xử của công ty ráp luôn. Quy tắc ứng xử của công ty ráp là như thế nào? Trước đây tất cả anh em tài xế đều công ước nổ từ khoảng 2 cây, bán kính 2 cây đến cây rưỡi lại. Hôm nay nổ những đơn hàng 4 cây rưỡi, giao 3 cây rưỡi, 20.000 cho nái chưa trừ phí, trừ phí còn 16.000. Tính ra là 98 cây số, 8 cây máy tính 8 cây thôi. Anh em tôi giao hàng từ đó chưa có đơn hàng về, phải vòng về là 8 cây không, đó là 16 cây số, 16.000. Tôi đại diện ở đây luôn, kêu người nào có thẩm quyền lớn nhất ở Grab ra nói chuyện với tôi, ra đây tôi cho xe không, xe tôi cho không, future luôn, FI ít hao xăng luôn để cho nó chạy nó biết. Còn ở đây tài xế anh em chúng tôi nè, đổ mồ hôi nè, nước mắt nè, kể cả xương máu tai nạn nè, giờ kể cả 80 người chết rồi, chưa thấy một người thẩm quyền ráp nào xuống để chia sẻ cộng đồng. Nếu như, để tôi phát biểu, nếu nói như vậy thì không có tình người, mà nếu nói luật thì phải đúng luật. Ráp làm hoàn toàn không đúng luật. Hôm nay tôi xuất hiện để binh vực cho tài xế anh em. Nói thật với anh em, tôi là người kinh doanh, tôi cũng là người hiểu luật, nên tôi không bao giờ phụ thuộc vào cái ngành này. Tôi đây, mấy anh em cứ bấm lên thương hiệu hủ tiếu Phát Ký là tôi đều từng đi ra nước ngoài, vì tôi thương mấy anh em nên tôi có xuất hiện hôm nay. Hôm qua tôi coi những bài live stream rất là bức xúc và bất bình. Bây giờ nói chuyện về thuê app, tụi tôi chưa có một công văn thuê. Nếu gọi thuê thì bên A giao bên B cái gì, bên B phải có bên A cái gì, đồng được thống nhất. Khi bên B muốn sửa đổi bên A thì phải có công văn gì, bên A đồng ý hay chưa, đúng không mấy anh em? Cho tôi tràn nó đây.